hút cái xác đó, mình lấy cái mâm này bỏ lên xe chạy lên chỗ hiện trường hút cái xác. Hút xác thì đâu nhìn anh biết rồi, như vậy như tai nạn giao thông mà bấy nhầy hết trơn, mình cũng nhìn mấy cái tai nạn giao thông mình cũng biết. Lung bây giờ cái này nó cứng ngắc, anh thấy nó có gì đâu, gió hay sao lùa vô đây được, mà nó lung lung cái kiểu này nó anh hả? Đây cũng có em ở đâu anh đây, em ai cũng nghe á. Là sao anh có thể chia sẻ? Là ngầm ở trong kho á, dẫn vô, dẫn anh vô trong cái mâm. Trời trời trời, mầm xác á. Bây giờ em nhẫn vô tối cái nhúc nhích là sao em ngủ. cái mâm này là cái mâm để hút xác những cái mà cái ca mà dạng như là cán bấy nhầy đồ á, không có xác đồ này kia rồi á, là mình lấy không còn nguyên dạng ha, không còn nguyên dạng á, mình lấy cái mâm này nè, mình bỏ lên xe, mình đi hút, mình lơ mình vô mình hút, mình đeo bao tay vô mình hút, để này nó có cái hố ở trong đây, đó là tối là giống như là người ta nằm trong đây hay gì em cũng không biết, nên em ngủ chởn mà cái nhà nó im ru. Anh ngủ ở đâu? Em ngủ trong phòng này nè. Ờ. Là tối em đi ca về em mệt á. Ừ. Cho em nằm lúc nào cũng nghe cái mầm mà có gió đầu đầu để kim cứng nhắc hết trơn luôn rồi. Cái em nhìn xuống mà không nghe, nhìn xuống không thấy gì á mà cứ nằm là nghe cái mầm những người kia nè. Kêu vậy luôn hả? Kêu vậy luôn á. Nhiều khi em quay không kịp á, em lấy tính lấy máy quay cho anh Nhật anh coi á mà mình quay không kịp. Lâu chưa? Chứ ngày nào cũng có, lâu có gì ngày nào cũng có. Đêm nào cũng kêu hả? Đêm nào cũng kêu. Còn hòm, nói về hòm thì gõ suốt. Cứ gõ một chút là anh Nhật anh kêu lấy hòm đưa cho người ta. Gõ là lấy hòm cho người ta. Vậy thôi. Vậy là anh là người coi ngủ ở trong cái nhà quan tài này đây. Đúng rồi, anh em cũng có ngủ nhưng mà em ngủ nhiều nhất. Tại vì nhà em xa lắm, nhà em tuốt ở bên quận 8 luôn. Em qua đây em tài xế chạy qua đây em phải ngủ lại kho. Khi mà tối em về, mỗi lần tối em về là trước khi về là em Nam Mô A Di Đà Phật tự đó vô lên tới lầu rồi đó. Anh sợ? Thì nói chung mình không phải sợ mà người ta cũng không có nhắc mình. Nhiều khi người ta cũng xin hòm hay là này kia đồ, tắt cái đồ. Chứ mình nói sợ thì mình không phải không nói. Đúng không? Nhiều khi mình nằm mình cũng gian giái đồ, xin ông bà ở đây đồ cho mình ngủ để mình phục vụ cho bà con nghèo. Cái là đang nằm nghe chút là gian giái chút là hết. Nói chung là ai không tin thì cứ vô nằm ngủ một đêm thì biết. Chứ bây giờ mình nói nhiều cũng đâu có mắc hay đúng không? Thì có sao thì em nói vậy thôi. Lúc đó rung sao anh có thể vậy? Thì nó rung, bây giờ cái này nó cứng ngắc, anh thấy nó có gì đâu, gió hay sao lùa vô đây được. Mà nó rung cái kiểu này nó là rung vậy luôn á. Gung mà em nói thiệt, em nằm mà em nổi da gà luôn á. Em gọi cho anh Nhật hoài gì, nó Nhật ơi trời cái mâm ở dưới sao gung hoài vậy, có mày yên tâm đi, nó chọc mày á. Đó, anh vậy á. Chứ gung hoài biết bao nhiêu cái xác nằm trong đây rồi. Xác mà xác dạng mấy nhầy đồ này kia đồ. Có thể đang vô hút xác mà vừa hút xác vừa ăn bánh mì luôn là biết rồi. Anh đó hả? Ừ, này kia rồi anh em đâu có ai mà không làm cái này. Ai làm ai cũng đi tới cha người đó, ví dụ bây giờ cái cha người đó Nhật anh kêu Lợi, em tên Lợi, ví dụ Lợi đi hút cái xác đó. Mình lấy cái mâm này bỏ lên xe chạy lên chỗ hiện trường hút cái xác. Hút xác thì đâu nhìn anh biết rồi, như vậy như tai nạn giao thông mà bấy nhầy hết trơn, mình cũng nhìn mấy cái tai nạn giao thông mình cũng biết bấy nhầy hết trơn. Mình hút vô này kia bỏ vô trong đây, xong rồi về bỏ vô bọc rồi đem xuống nhà xác cho người ta. Anh Lợi là năm nay là bao nhiêu tuổi? Em 30 rồi. 30 thì anh làm theo anh Nhật làm cái công việc này bao lâu? Em làm từ Tết về. Em xin anh Nhật vô làm từ Tết về. Làm thấy cái công việc ý nghĩa của anh Nhật anh xin vô nên làm. Dạ, thiện nguyện mà nói chung là mình làm mình tích đức lại cho con cái sau này, hay là có thể là mình cho tích đức cho bản thân mình, hoặc là mình làm cho người ta vui là mình thấy mình cảm thấy mãn nguyện rồi. Mình làm có nhiều cái, mình làm cái ca đó về mà mình thấy gia đình người ta ấm cúng rồi vui vẻ, mình giống như là trong gia đình của mình cũng vui nữa. Có nhiều ca về người ta khổ lắm. Đó như em mới đi cái ca này về nè, người ta đâu có nhà đâu, phải nằm ở ngoài kế bên cái nghĩa trang luôn. Nằm kế bên cái nghĩa trang luôn, xong xuôi rồi nằm ở đó rồi bắt cái gạp lên, nó mướn cái gạp lên. Rồi em phải là dựng lên này kia rồi xong xuôi hết trơn. Đó, rồi em có gửi hình về cho anh Nhật coi đó.
nó nhìn nhà xuống, em nói anh nhiều cái nhà người ta không có nhà người ta ở, nhiều cái làm cái này rồi mình thấy giống như lương tâm của mình nhẹ nhõm. Anh có vợ chưa? Dạ em có vợ một con. Con em mới đẻ được 4 tháng. Lần đầu tiên mà vợ anh mà biết theo anh Nhật làm cái công việc này gùng gợn này, vợ anh phản ứng sao? Thì vợ em cũng cũng khuyên em là nói nó, tại vì nhà em xa mà em thì nói chung ra là giống như là em có duyên với anh Nhật, em có duyên với nghề này, em có duyên thì em làm thôi, chứ thật ra là vợ em nó cũng nhiều cái cũng ủng hộ em để cho em làm để cho phục vụ cho bà con nghèo. Đây là một cái công việc làm không phải là dễ, không phải người nào làm được. Lúc đầu tiên mà anh làm, lần đầu tiên mà anh cảm thấy anh đi hốt xác người đó, thì anh có thể cái cảm xúc của anh lúc đó thì anh như thế nào? Lần đầu tiên là em không có hốt xác người, lần đầu tiên là em đi liệm. Liệm cái anh ở dưới Bến Tre, là lần đầu tiên em vô em đụng cái người ta cứng ngắc rồi. Em cũng nói chung cũng sợ, nhưng mà mình nói là nói thôi cho em làm suôn sẻ cho anh, cho anh để cho anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì thôi, tự nhiên em nói tới khúc đó cái là tự nhiên em làm giống như là em làm đúng rồi. Em làm giống như là mình biết làm lâu lắm vậy, làm y chang như là hành thuộc lắm vậy. Không qua chỉ dạy vậy, tự làm không luôn. Không qua chỉ dạy luôn, chỉ cần anh có nó anh bảo là anh chỉ làm vậy đó, xong làm vô, xong xuôi một cái đám vô hoàn thiện cho người ta. Sao ngày hôm đó về anh nằm có nằm mơ thấy không? Không, em không nằm mơ thấy. Nói chung ra là mình do mình suy nghĩ thôi. Do mình suy nghĩ mình sợ thì mình sợ, còn mình không sợ thì mình không sợ thôi. Nói chung là cũng có nhiều khi ra em đi về tối tối em cũng sợ, ớ như gà đúng không? Và đó mình ớ như gà em gọi cho người này, gọi cho người kia nói chuyện rồi sao cho qua cái cơn đó không? Đánh lừa cảm giác. Đánh lừa cảm giác đúng rồi. Nhiều khi mình đi mình cũng mình đi mình mà tối mà cũng nói chung là mấy về tâm linh này thì ai không tin hay là cái kể ai không tin là chuyện của người ta, còn thử người ta vô trong đây người ta làm đi rồi người ta mới biết đó không? Mà quan trọng vô trong đây có duyên không nữa kìa, có duyên làm không, có duyên bước vô trong cái kho hòm này của anh Nhật không, chứ đâu phải ai muốn vô là vô đâu, anh thấy không ai vô được cái trong vậy là đó. Em với anh Hoa hôm nay cũng có duyên ha. À, có một điều chia sẻ nữa là cuộc sống ở ngoài là anh Lợi trước đây là làm công việc gì ta? Hồi đó em chở bánh bao. Chở bánh bao? Dạ, em làm bánh bao cho bên quận 8 á. Ừ. Ừ. Rồi xong công việc nó không ổn định rồi em xin nghỉ. Em mới qua bên xin anh Nhật chạy. Thì anh qua anh Nhật cũng nói trước là em làm là em phải chấp nhận hốt xác đồ này kia rồi. Nói chung mình chơi với người chết không, chứ mình không có chơi với người sống nữa. Mình làm cái này là mình chơi với người chết rồi. Đụng tới người chết không có chơi với người sống. Ở lúc mà anh làm thì cái công việc này nè, thì anh thấy giữa người sống với người chết nó mỏng manh, anh có còn cái lòng sân si hay này kia không, hay là cái cảm giác như thế nào? Tu rồi, mình hết sân si rồi, cái nhất cái hai ai làm chuyện ai. Em ra đường bây giờ em thấy chẳng hạn như ra đường thấy sân si đồ này kia rồi, như lúc mình liệm người ta đó sân si xong cuối cùng nằm xuống chết cũng vậy, cũng về khói mây hết rồi đúng không? Cái xác này là mình tạm bỡ thôi. Nó bây giờ mình đâu phải là mình ở sống đời sống hoài đúng không? Mình cũng phải chết thôi, nhưng mà mình sân si quan trọng là bảo muốn mình chết mình cái mình đem được cái gì theo, mình đem được cái đức đó. Cái đức con người của mình nó đem được theo được cái đó thôi, tiền bạc rồi của cải nhà lầu xe hơi rồi. Có rất là nhiều người mà thấy cái việc làm của anh Nhật rất ý nghĩa và người ta muốn làm nhưng mà người ta làm không được. Thì là do cái đó là do người ta không có duyên. Không có căn duyên. Không có duyên với anh Nhật, cái nhất cái hai không có duyên với nghề. Đúng rồi. Nhiều người ta muốn lắm, gọi anh Nhật sốt luôn á. Anh ơi còn tuyển tài xế không? Anh ơi coi cho em qua em khử kho hòn cho em làm đủ thứ á. Nhưng mà người ta không có duyên. Cái này là em hỏi duyên ha. Anh trước khi anh làm qua cho anh Nhật thì có một cái ơn trên hay là có người nào chỉ bảo anh không? Hay là tự động anh đến đây anh làm? Có ơn trên thì chắc cũng có, nhưng mà cái đó là em nói sao được. Anh có thể chia sẻ thôi. Chia sẻ ý là nói chung ra là trước em vô đây là em cũng có qua một cơn mơ. Em ngủ nằm mơ em cũng thấy là một cái giấc mơ của em đó, đi vô làm từ thiện á, vô làm cho anh Nhật rồi này kia rồi á. Rồi em mới nói chung ra là mình tình cờ cái duyên số nó tới, tự nhiên nó trùng hợp lắm. Mình nói không được cái vấn đề đó, nó trùng hợp, nó rất trùng hợp. Nó hay lắm mà. Nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ á, nó xong là lại trùng hợp hay vậy luôn á. Còn mà mình nhiều cái
không trùng hợp, mình đi kiếm hoài cũng không có, anh đi kiếm hoài cũng không có đó. Bây giờ đó có nhiều người ta đi xin làm đồ này kia đồ, đâu có vô xin được làm đây đâu. Có nhiều người biết chỗ này luôn, biết địa điểm luôn, biết anh Nhật đồ luôn á, nhưng mà không có duyên cũng không vô được đó. Chẳng hạn như em có duyên đồ này kia, em qua em xin Nhật, cái anh Nhật anh đó, anh nhìn em cái rồi cho thằng Lợi nó vô nó làm, thực tập cho nó thử, chỉ dẫn cho nó cái là làm ok tới bây giờ luôn đó, là như vậy thôi. Ồ hay ha. Anh chia sẻ gần đây là cái mâm để mà hốt xác, thì lần đầu tiên đến bây giờ anh vẫn còn sợ không, hay là bây giờ bớt sợ? Bây giờ là đỡ rồi, đỡ rồi, nói chung ra là đỡ nhiều. Tại vì cái mâm này á, mình nói là nhiều khi mình lên mạng hay là gì đó, người ta không tin. Nhưng mà thật sự bây giờ người ta không tin hay là tin không tin gì á, nhưng mà em nằm là em đã thấy rồi. Em đã thấy rồi, nè, chính cái mâm này có biết bao nhiêu cái xác nữa, mâm đựng xác đây ngoài nè. Đó, để chữ ở dưới đây nè, mâm đựng xác đây ngoài. Đó, cái mâm anh nhìn thấy. Nhìn cái mâm để vô cứng ngắc vậy mà sao mà rung được, không bao giờ rung được. Đó, tối mà hòm mà cứ cọc 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 hòm. Anh nghe luôn hả? Nghe, mình nghe. Hòm là nghe suốt, nghe là đi, nghe là đi, nghe là đi. Anh nghe trong mơ hay là nghe hoài? Nghe hoài luôn, mình ngồi chỉnh mình nghe luôn mà. Em ngồi chỉnh là mỗi lần em ngồi chỉnh bấm điện thoại là cái hòm nó là chuẩn bị đi. Chuẩn bị là chút ảnh gọi điện. Gọi điện là chuẩn bị xe vô là chở hòm cho bà công nghiệp. À, có nghĩa là giống như người ta là người ta xin vậy hả? Đúng rồi, có người xin, giống như xin hòm, nó xin hòm. Cái cảm giác đầu tiên mà lúc mà ngày đầu tiên mà ngủ ở đây sao anh lại? ngủ đây hồi em không dám ngủ luôn nữa. Đầu tiên em không dám ngủ học thật sự, không dám ngủ luôn, không dám ngủ. Anh Nhật anh nói mày làm với mày không dám ngủ, nói mấy đó lính tàu mày làm gì mà không dám ngủ. Nó mình những gung á, bữa mệt quá cũng leo lên ngủ, ngủ xong rồi cũng nói chung ra là mình thấy được những cái mà mình nói không được, mình không nên nói mấy cái đó, mình không nên nói, không nên nói luôn. Đúng, mình không nên nói. Chứ mình nói ra là nhiều khi á, người phàm người ta đâu có biết được. Người ta vô, ví dụ người nào không biết cứ qua đây trải nghiệm. Qua bên kho anh hòm. Anh Hoa ngủ đây đêm gỡ anh 10 triệu anh ngủ không? À. À, cảm ơn anh Lợi rất là nhiều. Chắc có lẽ là mình sẽ hỏi anh Nhật nè. À, anh Nhật, anh thấy anh Lợi chia sẻ đó, nãy giờ em đứng đó em còn lành lạnh xương sống sao á. Đệ tử thì rất là nhiều người mà xin như anh Lợi chia sẻ đó. Thì anh nhìn như thế nào để mà tiêu chuẩn để mà làm cho anh là như thế nào, hay là có căn duyên ơn trên điểm quá như thế nào? Là mỗi người, quan trọng là khi mà gặp mặt nói chuyện, nhìn vô cái cặp mắt của người ta thật hay không là từ cái cặp mắt của mình. Nếu mà thật nó sẽ khác, còn nếu mà giả dối cái khuôn mặt nó sẽ là khác. Mà tất cả mọi thứ là mình chốt bốn chữ vạn sự tùy duyên. Thì vậy. Tại khi mà bước vô mình á là phải qua. Bạn không? Qua ông ha. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ đều qua ông. Được bước vô đây được hay không là tùy ông á. Tại vì ở đây á, bàn ông bên kia thì anh thấy khác rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà riêng đặc biệt cái bàn ông bên đây, một tay cầm đao và một tay cầm sổ, có duyên hay không? Làm gì làm, anh em đi ra đi vô bất kỳ ai đều chung với đức ông. Dạ. Có duyên hay không, mà có ở được hay không, mà có nhiều khi anh em mới vô, mình thấy mới vô thấy cũng có tốt, nhưng mà vô khoảng chừng tuần hai tuần bở ra toàn bộ đến xấu là lên được. Ồ, đủ thẳng luôn. Hiện nay thì anh có bao nhiêu người? Tất cả là 10 người. 10 người. Thì trước nay 10 người này vẫn làm cái công việc này chung anh hết hay cũng thay đổi một số anh em? Dạ. Tại vì cái dân không cửa mà làm ngoài đồng á. Dạ. Bây giờ thì đem đồ vô trong, lý do là xe thì mới đi làm đám ở Trà Vinh về. Thấy như thế này thì mới thấy sự vất vả của anh em nè.
Tại vì cái cô này cũng không nhà, không cũng không cửa. Dạ. Cô không có gì hết. À, chắc rồi chút xíu. Dạ. Ở ngoài ruộng luôn á, sát bên Gò Mã. Chắc chút xíu nữa thì mình sẽ qua nhà anh Nhật, nhà anh Nhật chia sẻ một số câu chuyện mà liên quan đến cái việc mà cái cách thức mà tổ chức cho đám cũng như là một cái tục lệ của người dân khi mà làm thủ tục cho người mất á. Dạ. Yeah.